Có nhiều chị hỏi Minh đó là những cái điều mà em tâm đắc nhất trong cái phương pháp này là gì, thì em chia sẻ thêm, em đã làm thầy độc đại tràng bằng cà phê hơn 1 năm nay rồi. Cái điều mà làm cho em cảm thấy vui nhất đó là, thứ nhất, cái làn da, cái sức khỏe thì em không nói ha, sức khỏe thay đổi rất nhiều, cái làn da của em nó cũng được sáng hơn, và đặc biệt đó là cái vòng eo. Khi mà Minh kết hợp với tập thể dục, các chị có biết không, thải độc cà phê kết hợp với tập thể dục nó giúp cho Minh có một cái vòng eo nó siêu săn chắc và nó rất là nhỏ, cảm giác lúc nào cũng rất là tự tin với cái vòng bụng của mình. Tại vì khi mà mình làm thải độc cà phê các chị, nó sẽ giúp lấy sạch cái phân của mình ra nè, làm cho cái quá trình trao đổi chất trong cái cơ thể của mình nó được diễn ra tốt hơn, từ đó nó không bị tích tụ ở dạng mỡ thừa. Cho nên đó là lý do tại sao mà mình sở hữu một cái vòng eo rất là nhỏ, một phần là nhờ thải độc đại tràng bằng cà phê đấy các chị. Và bây giờ là mọi người cùng mình thực hiện cái phương pháp này làm như thế nào nhé. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng làm thầy độc cà phê. Cái tư thế nằm như thế nào? Đầu tiên là các chị phải kiếm một cái chỗ nào đó cao hơn so với vị trí của mình nằm, và các chị để xuống đây, móc ở trên này. Ok, móc thật là chắc nha, cẩn thận là nó bị rớt nha. Rồi, ở cái đầu này là các chị sẽ kiếm cho mình một ít dầu dừa này, hoặc là dầu đậu phộng, hoặc là một cái gì đó nó bôi trơn ở cái đầu này để mình có thể nhét vô trong cái hậu môn của mình một cách dễ dàng hơn các chị nhá. Còn cái tư thế nằm thì các chị nằm như thế nào? Rồi, chúng ta sẽ nằm như thế này. Nằm xuống. Rồi, nghiêng bên phải, co chân vuông góc lên. Đó, chúng ta nằm như thế này. Rồi sau đó chúng ta lấy cái đầu này, chúng ta nhét vào trong cái hậu môn của mình. Rồi sau đó các chị bắt đầu là mở van nhá. Mở van cho nó chạy nhỏ 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 nhỏ, từ 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 từ. Đến lúc nào mà nó vào hết rồi các chị nín khoảng 3 phút rồi mình đi vệ sinh nha. Nếu như mà chị nào mà có nhu cầu cũng như là muốn thực hiện cái phương pháp thải độc cà phê này, thì các chị nhớ nhắn tin riêng cho mình số điện thoại, mình và các bạn cộng sự của mình sẽ gọi điện lại để hỗ trợ tất cả mọi người thực hiện cái phương pháp này nhá. Chúc các chị thành công. Bye bye.